mình nhìn ra các nước lân bang, những cái nước thí dụ như Ấn Độ, Indo, Mã Lai, Philippines hoặc là những cái Thái Lan cũng như để mình coi cái tình hình dịch bệnh, mình mới hiểu được cái vị trí đất nước mình nằm ở đâu, hiểu không? Thì chính vì đó hiện giờ người ta bảo toàn mạng sống cho không ai muốn làm giàu cả, đủ mà làm giàu mà lấy tiền, đủ mà chết mẹ mà lấy tiền đâu mà xài. Bây giờ người ta đang bảo toàn mạng sống thì nên vì cái chỗ đó ăn khổ chút không sao, nó thẳng mày ăn nước mắm với cơm cũng được rồi, mà gạo thì Việt Nam mình không bao giờ thiếu, nó thẳng là vậy. Đúng rồi. Vì chỗ đó là ăn nước mắm cũng không sao nữa, miễn là lấp đủ qua ngày để qua cái cơn hoạn nạn này đủ. Mắc bây giờ còn ngồi thịt thiêu rau rau héo rồi kia, thì tao chiếu cho mày mấy cái cảnh này đó, đồ qua đồ thì đồ phi, lấy lần hai gõ xé, đồ máy thì cho heo ăn hả, đồ mới không chừa ai chứ mày. Có người ta người Việt Nam mà nó có tánh xấu vậy đó, cơm mà thì quất lần đủ lãnh lần rồi, chạy lòng này lãnh lửa lãnh lần hai ba bà lãnh lãnh lần mười mấy hào hộp để làm gì, bốn người ăn một hộp ăn chết mẹ rồi, không cũng đem đi bán lại đồ, đồ từ thiện mà bán cái gì trời, má mẹ nó cũng làm ở đâu đó, nó cũng có những thành phần như vậy, nhưng mà tôi hy vọng là rất là ít, rất là ít thôi mẹ, không rồi xong đủ cái mà Dạ. ngày hôm qua tăng lên cho mẹ lên cho coi đó, đủ những người mà thuộc tiền nhưng mà đều mà riết không sử súng, người ta đã giãn Dạ. cách cho họ bị cách ly để ta khoanh dùng người ta chữa trị hoặc là người ta tiêm vaccine phòng chống, không đủ chung hoàng rào đánh kém gai ra đun chung qua đủ. Còn một thằng thì đủ, còn một thằng thì đủ xỉn rồi, đủ mày ngon bước đi mày, cái đúng ghế tao phải đủ rồi, chết mẹ mẹ tao chết. Không mày khẩu trang kìa, nó rách ghế ra ngồi ngồi, thiên hạ đang sợ chết mẹ không có khẩu trang, đủ khổ mệt, có nhiều người khùng, trời ơi đủ thiệt mình khổ thiệt tình, bởi cho nó thiệt là đủ, cái dân Việt Nam mình nó vậy thì đâu đó cũng có những thành phần vậy, mà hy vọng là rất là ít, thấy không? Thì là vì đó mình không nói được cái gì, thì có những cái chuyện mà ở đâu cũng vậy thôi, bất cứ làm chuyện gì vậy, ai làm chuyện gì, ai làm từ thiện cũng vậy, chắc chắn là cũng không bao giờ mà đàng hoàng chỉnh cả, cũng có thiếu sót, cũng có bị này kia, thì nhà nước cũng vậy thôi, trăm đủ cả hàng ngàn con người, mấy chục ngàn con người, 10.000 bác y bác sĩ vào tập trung vào thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn đâu đó thì cũng có chuyện sơ sót, chẳng là vậy thôi, chị luôn mình không trách được, nhưng mà tất ngay từ giờ phút này tất cả mọi người đều chung tay, cái chuyện không đáng Dạ. thì nên bỏ qua thôi, có gì đâu đúng không? Bây giờ thí dụ như bây giờ tới này người ta ăn hết trơn còn nửa hộp cơm, một hộp thì còn cái nửa hộp thì mình cũng lấy mình ăn thôi, vui vẻ đi, có gì đâu, đừng phân bùa phân bi, bây giờ nó còn, nếu mà phân bì cũng đâu còn nữa đâu, phân bì hết mẹ rồi đúng không, chiều ăn Đúng cái rồi. khác. Ủa, khó vậy, nó, người ta phải tha thứ cho nhau mấy cái chuyện đó, ở đây ngay bây giờ là những giây phút mà thập tử nhất sinh, sinh mạng mình đang giữ là con, chứ mày thấy cái những cái hố chôn tập thể bên Ấn Độ chưa, mày thấy ta thiêu chưa, mày thấy ta xác xôi xác xong chưa, bên Ấn Độ nổi bây giờ nó đéo tinh thần linh mẹ Phật bài, nó định xô mấy cái tượng thờ chú sông Hằng á, rồi thấy rồi nè, ở đây không ai cứu, không có Chúa Phật gì cứu cả, chúng ta tự cứu lấy mình đúng không, Nghe cơ giờ bản những con người dân ý thức né trước được cái thế là tự mình cứu mình trước rồi. đúng rõ ràng tự mình cứu mình trước, ra đường bất cứ ở đâu có phải khẩu trang, ban ngay bây giờ theo bộ chỉ thị là không có chuyện gì không nên ra được, bắt mắc dĩ không thức ăn không nước thì ra ngoài kia để mà đi ra tới những cái chỗ mà những cái gánh những cửa hàng không đồng hoặc là rau miễn phí hoặc là những cái những cái nơi mà phát cơm đã khá vậy, cần thiết lắm thì mới đi chứ không cần thiết là lên ở nhà đóng cửa để chi, để cho cái đó mình làm cho họ nhẹ gánh, những người mà chăm sóc y tế, những người mà khoanh dùng những cái dùng đó để người ta nhẹ đủ, má mà chạy lung tung thì làm sao, không nên chạy lung tung, chính là mình bảo vệ mình yêu nước là vậy, yêu nước là ở một chỗ không đi đâu hết đó là vậy đó, chứ Chính đừng có xác chạy luôn. lung tung, nhưng mà nó khổ nói vậy thôi, chứ cái bản chất của con người Việt Nam mình gầy gục lắm, khổ lắm, nó, mình không thể nào nói nổi mà, nhưng mà thôi kệ được cái đâu hay cái đó, nhưng mà tao thấy như vậy là quá 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 quá, quá ok rồi, còn đỡ hơn Mỹ đủ, má cấm ở đâu có chịu nghe đâu, tới bây giờ mới có 49% chích ngừa thôi, còn bao nhiêu phần trăm ở đâu mình chích đâu, nó nghe lời đủ, tới bây giờ mà có nhiều thằng nói chuyện xạo không có cúm, nó giống như cúm mùa thôi đủ, má rồi nó xuất lộ kệ mẹ nó chết kệ, dân Mỹ nó chết kệ cha tao không kê, bởi vì nó ngu ráng chịu thôi, tới bây giờ có nhiều đứa người theo hai cộng hòa đó là đủ, má đâu có chịu đâu, thậm chí còn có theo theo đạo tin lành cũng đâu có chịu chết đâu, nó nói là đụng trong cái vaccine nó đụng là nó lấy thao lấy cái gì để hái coi như nó không cái bị có những cái điều răn quá, giống như kiểu như là tao với tao tự tự giống như là cái kiểu mà
lấy thai nhi, hoặc cái đại khái là nói chung là coi như là nó phản đối cái điều đó. Những người con chiên của những ông cha của đạo linh bậc, những cái người mục sư đó, tụi nó tuyên truyền là tụi mà nhiều lắm mẹ mà. Ở đây nè, độ báo ở đăng này, độ khổ lắm. Đấy, thậm chí nó không tin về vaccine nữa. Trong khi đó chính phủ Mỹ đủ xí điện nó muốn năn nỉ lại luôn. Thậm chí dụ nữa. Rồi mà có ai bao giờ mà đi tiêm, năn nỉ tiêm vaccine mà cho thuốc phiện luôn. Mỹ nó có đó, cho hút cần sa. Rồi cho tiền, rồi chỗ số. Mất nhiều chuyện mình buồn cười. Mất nhiều nước Mỹ là vậy đó. Ai nói dân tiếng nước Mỹ cao đâu. Nên tôi buồn cười. Thành ra nhiều khi mình nói nhiều cái thì thôi bây giờ mình ở đây mình chỉ cần mong mỏi đất nước mình càng ngày nó càng ít đi và dập dịch, mà mình nói thì mình hy vọng là đợt một đã thắng rồi, đợt hai cũng đã thắng rồi, đợt ba cũng đã được thắng rồi, thì đợt tư thì chắc là cũng không thua, đại khái là vậy. Mà tới bây giờ chỉ số mà về vấn đề những người lây nhiễm bệnh là những người tử vong về bệnh dịch thì nó vẫn còn thấp hơn các chỉ số ở trên thế giới, mày hiểu không? Thí dụ là ở thế giới là tính mỗi ngày tính cả ngàn, chứ không phải là tính kiểu chục trăm giống như mình đâu. Mình từ bây giờ trên trăm mà tao nghe mất ngón nghe trên trăm mà từ đợt một tới đợt giờ đó. Trong khi đó hôm nay là ở nước Mỹ thì gần 700.000 nè, tại gần 700.000 ca chết tử vong, 700.000 nha, chứ không phải mấy chục. Đây nghe nha, nên cái chưa kiểu gì đó đó. Thế nên vì thế đó mình hy vọng là bà con mình là phải nên tuân thủ và tuân thủ theo nguyên tắc của Bộ Y tế đưa ra, và chính phủ nói gì làm đó cho nó chắc ăn đi mẹ ơi. Mệt quá, tao bên này nhiều khi tao gì tao cũng lảng phải không, tao sáng là tao coi báo là tao quải rồi, nghe tin là tăng lên rồi thấy tao quải rồi, tao mới coi live stream của anh Duy Nguyễn đọc rồi nghe tăng rồi trời ơi, rồi tự nhiên mà thấy mình xìu, cái lòng mình tự nhiên nó xìu xuống. Đây này bố, có dạ. một cái trường hợp thế này, cô đưa cho bố với mọi người cùng xem nè. Là họ làm từ thiện, nhưng mà thực ra là cái cảnh này rất là nguy hiểm nha mọi người. Họ không hình dung được, người dân không hình dung được. Đây nè, bố nhìn đi. Đồng quá. Đó. Vậy là không được rồi, vậy là không được rồi, đâu có cách giải gì đâu. Thấy chưa? Vậy là không được rồi. Hỏi bố chứ mà cứ như vậy thì cái gì cứu nổi. Bố thấy không? Rõ ràng. Cái này á, tao nói cho mày nghe, từ thiện cũng vậy thôi, nhưng mà phải từ thiện đúng cách, phải theo tiêu chuẩn đàng hoàng. Cái kiểu này là chết rồi, chen lấn gì là chết rồi. Đó cho nên á, cái cảnh mà bố thấy, bố coi cái clip á, mình rất đồng tình bố nhận không? Tức là những người mặc đồ y tế họ đi, họ tới từng nhà họ đẻ đó. Vậy là chắc ăn nhất. Đúng, bố công nhận không? Tức đúng là rồi. Bởi vậy cũng nên xem lại những cái vấn đề mà làm từ thiện. Này cũng khó, nó nhạy cảm cái vấn đề từ thiện. Bây giờ mình nói vào á, thì lại đụng chạm thế này thế nọ. Nhưng mà thì thực tế đó. Đó. Khổ lắm. Nói chung là cái mình có miệng mà mình nói không có được, có nghĩa là nó khổ trăm bề ở chỗ là mình ở chính giữa, nhà trên thì đe, dưới thì nó búa, vậy đại khái là vậy. Dưới đe, trên búa, đại khái vậy, nó khổ nó, người ta đã có cái tâm tình người ta, nhưng mà nếu mà làm từ thiện không đúng cách như vậy, nó còn lây nhiễm nặng hơn nữa. Đó. Nè, mọi người chung đi. Ở Mỹ nè, mày biết cái tạm thời là trong cơn dịch của nước Mỹ cái tạm thời lắng xuống chút xíu. Cái mùa mà July 4, tức là cái ngày để độc lập của nước Mỹ nè, thiên hạ đi chơi ra bãi biển cát cái rồi bên này nó bùng phát lên trở lại. Hiểu không? Có nghĩa là đúng họ rồi. Đi ra bãi biển họ không giãn cách xã hội, họ không khẩu trang rồi cát cái đủ thứ, bây giờ nó bùng phát ra lại. Thêm một cái nữa, cái chủng mới nhập vào nó chơi luôn. Đúng mà. Thành ra bây giờ nước Mỹ thì đang lo số quái này. Đấy. Thành ra rất là khổ. Thì mình nói thôi chứ mình làm sao khổ quá mẹ ơi, mình tao thì với mày vậy chỉ một hai tiếng nói đâu có ai biết gì đâu, nhưng khổ người dân của mình thì vì hiếu kỳ nghe nói ví dụ mà phát ngôn từ thiện hoặc là những người mà phát ngôn thì họ cứ bu ra thôi, mà họ quên mất mình, có nghĩa là họ không nghĩ tới họ chỉ chen lấn họ vô lấy cơm vô đi về thôi, họ nghĩ thì rất là chết mẹ, nhưng mà khỏi cái bệnh này không phải vậy, cái bệnh này đứng gần là chết rồi, đừng nói gì mà đủ mà nó chen lấn. Trời ơi, khổ ghê. Cái bệnh này á,
Bố cẩm là mọi người có nhiều người dân họ không ý thức, không không có nhìn nhận được là thế này nè. Cô nói nha, thí dụ bố không cần là bố đứng gần nữa, thí dụ bố lưu thông chỉ cần phớt qua thôi, bởi vì nó vi trùng nó đó bay cái thì hơi nó không thở biết người ta được bay, ta mà bám vào cái cơ thể nó mình rồi đó, khổ rồi lắm khi mẹ ơi, về vô tình tay chân chúng ta lại quẹt vào, rồi người thân chúng ta thì va lây chạm nhiễm cho vô người thân, lây nhiễm cho tao nói đó. rồi, lây nhiễm cho người thân, Bởi vợ vì tại con sao là bạn mọi người phải hiểu là tức là có những ca mà họ không hề tìm hiểu được nguồn lây nó từ đâu hết, không biết được, những gọi những ca F0 những ngày này kia, bây giờ họ truy nguồn lây, họ bị lây từ chỗ nào họ không hình dung được, họ không để biết được là nó lây từ đâu luôn, bởi vì cái biến thể này nó khác, nó hoàn toàn khác với những cái biến thể trước, và nó gặp nó nguy mạnh hiểm ở hơn chỗ quá đó. chân, tức là nó lây mạnh hơn là cái loại cũ, cái COVID-19 Dạ thì không bằng cái này nó làm lẹ lắm. đó, nó khổ vậy đó, tức là cái người ta đã nghiên cứu rồi, cái tức là cái thể tích của cái chủng virus mới này nó rất là nhẹ và nó lên cái Khoan nó khoan không lơ nghe lửng trong không khí lâu hơn là những cái biến thể trước đó. Nó bao dung, ví dụ như người ta nói chuyện hơi thở người ta ra, mình đi ngang qua thôi, mặc dù là có thể mình đi ngang qua à, gió hay cái gì đó nó thổi bùng lên rồi nó bám vào, về nhà mình đâu có biết đâu, thí dụ vô tình nó bám vào đâu đâu thì mình đâu có biết được, bám vào mặt, bám vào mũi, bám vào tay gì đó, và chúng ta chỉ cần sơ sẩy một cái thôi là nó vô. xong rồi, mình là hại cho gia đình mình, cho hại cho ai, bởi vì cái người dân mình ý thức không có cao, rồi người ta không hiểu biết về y học, rồi mà cũng không theo dõi báo đài, nó hẳn là vậy. Đa số người Việt mình vậy, có gì có cầm cái phone, ai cũng có smartphone cả, nhưng mà toàn là đi kiếm chuyện YouTube, đi coi phim, với lại coi phim Dạ. hài, mà không có ai coi tin tức hết trơn, đồ khổ vậy. Mà giờ tao cũng chán, đâu ai đâu xa lạ, đây nhà này cũng vậy thôi, về là được cái bạn muốn hẹn hò đấy, được không, được con chuyện gì là hỏi tao, khổ vậy. Cái bạn muốn hẹn hò, cái làm gì cười vui là khoái này được, kỳ công chức cái này đó thôi, mình cũng không nói được gì đó, nhưng mà mình chỉ cầu mong làm sao mà người dân mình ý thức hơn được chút xíu, hoặc là biết cách giãn cách xã hội, biết bảo vệ bản thân mình đấy nè, bản thân mình đấy nè. Tao bữa tao sợ quá, tao không dám đi đâu rồi, thấy không, mặc dù ở bên tiểu bang tao là coi như là ra đã êm mà xuôi đó, mà không dám đi đâu chứ, đi đâu cũng phải dùm dùm trước dùm dùm sau, không đi gần ai chứ, đi ra đường là phải khẩu trang, mặc dù ở đây nó có định là bỏ khẩu trang rồi mà tao vẫn đeo khẩu trang, nơi chỗ đông người là cái đeo vô để vậy. Khổ vậy. A Quy này ngày xưa là cũng dân đua xe đó chứ không phải tầm thường đâu. Thôi à, khi bên này nó lên lấy nó nói nó bẻ không có được, nhưng mà cái điều nó chấp nhận cái điều đó thì mình cũng 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 thấy vui vui, bởi vì không có gì gọi là mình ấy. Nhưng mà để tôi nói cho mày nghe, ở đây ta so sánh về Việt Nam với Mỹ à, nhưng mà có cần cho mà thấy hình không ta, cho thấy hình luôn đi ha, cho nó show. Tức như ở đây á, ở Việt Nam chưa có cái tình trạng này mà ở Mỹ đã có tình trạng này rồi. Cái mất tiêu rồi ta. Đây à. Ở đây. Rồi nghe luôn nha, nghe rõ nói nghe. Rồi, kể cái nước Mỹ đó thưa quý vị, sau một thời gian tạm lắng xuống thì bây giờ với cái biến thể Nghe Delta rõ không? thì bây giờ cái số Dạ, nghe rõ ca không? ở những nơi mà chưa chích ngừa, người dân chích ngừa, cái tỷ lệ người dân chích ngừa thấp đó thì bắt đầu bùng phát lên lại, mà những cái người mà bác sĩ, những người tuyến đầu như thế này lại làm cái thẻ chích ngừa vaccine giả là một cái điều không thể chấp nhận được. Vậy như hồi nãy Hoàng Vy có thưa, Mà thấy rõ ràng nước Mỹ không? Ở đây là dạ đài đài chứ không phải là tao nói nghe, đồ bác sĩ mà đến nỗi vô lương tâm đồ má làm cái gì quên mẹ, cái gì cái thẻ và chích ngừa vaccine mà giả, dạ mà thấy rằng đó là nước Mỹ vẫn bán nha, làm thẻ vaccine, làm cái thẻ rồi chích ngừa chứ viên xã, để ví dụ như mày cần đi đâu mà ta cần, ví dụ lên sân bay hay cái gì đó mà nó cần cái đó mà đi chứng nhận thì làm cái giả để cho mà đi cho nó trót lọt đó. Cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai nữa là đây có những vị bác sĩ xúi con người ta đừng chích vaccine để mua thuốc của lão, lão trị bệnh bằng thuốc trị bệnh phát trị bệnh covid nhiều lắm, nhiều nhiều vấn đề lắm. Đây là tao nói mà nghe, để cho mà nghe tiếp tục. là tòa Bạch Ốc hiện nay trong một cái cuộc chiến để chống lại cái chuyện mà tin giả về vaccine, cũng như là đang kêu gọi người dân là gửi những cái đội quân đi đến từng nhà để gõ cửa thuyết phục đó, thì ngày hôm nay trong một cái hành động mới nhất, tòa Bạch Ốc đã mời cái ngôi sao nhạc pop có tên là Olivia Rodrigo, là người có cái ăn Có nghĩa là gì, người ta coi kêu gọi người dân mà đến nỗi bây giờ là cho tiền nó không chích, cho cần sa nó không chích, được chích có mấy người thôi, bây giờ rất là nhiều người không chịu chích, bây giờ phải lôi cái ngôi sao nhạc bóp mà tụi than tụi xin nó khoái, chẳng hạn như là
giống như Việt Nam mình có ai ta, tao không biết, tao không rành, nhưng mà bên Mỹ thì có con nhỏ này nó tụi nít nó khoái lắm, rồi ta Dạ. đi vô để họp báo để mà chiêu dụ, giống như kiểu như mà bên Việt Nam mình mà ngày xưa nó còn sung về cái vụ mà những cái ngôi sao mà Việt Nam mình, ví dụ như là ngôi sao ca nhạc Việt Nam mình đại khái mà bọn trẻ nó thích á, ví dụ như là Sơn Tùng người cái gì đó, rồi qua họp rồi khuyến khích đi cho bộ dụ dụ mấy kia cho đi thích, mình đã hết cắt rồi, bây giờ làm vậy đó, mẹ không, có nghĩa là ở nước Mỹ này nó xáo xào, có nghĩa là ra đây nó có mà vaccine giả có nè, làm giấy chứng nhận giả có nè, làm mà suối người ta đừng chích nè. Có nghĩa là nó làm một cái xã hội hỗn tạp so với Việt Nam. Việt Nam quá tuyệt vời, vì tuyệt vời chỗ này có nghĩa là cái chỉ thị Bộ Y tế lên, đủ với Việt Nam đâu có ai nghĩ ra làm vaccine giả bao giờ, Dạ. chưa chưa thấy đúng không, thấy nó hơn rồi. Thì bà ứ vậy mày mới thấy cái xã hội Mỹ nó hỗn tạp, nó phức tạp luôn, cái đó là cái nền dân chủ của Mỹ vậy hả, đồ mà hại chết con người ta, chích về chích dùng gì dùng vaccine giả rồi vu cáo vaccine không hiệu lực, nói chung là tày quay, thậm chí là muốn chích, tôi muốn dụ người ta chích bây giờ là cho thuốc phiện cho cần sa rồi xong rồi cho làm xổ số khuyến khích người ta đi rồi phát, hoặc là ai cho ai mà chích thì cho tiền mấy chục đô đại khái vậy để dụ con người ta đi chích, rồi bây giờ tới hết đường rồi bây giờ kêu một con nhỏ ngôi sao nhạc pop của tuổi teen lên dụ mà thấy buồn À. quá, nó có những cái buồn cười mà đó, đó là dân chủ của tụi nó vậy, là ta nói thiệt mày, bởi vậy mày thấy khi mà quốc gia mà nó nguy cấp mình mới thấy cái sự, mình mới thấy cái sự đoàn kết của người đó, của quốc gia đó, người ta nói vậy cho mày hiểu, có nghĩa là ở đâu đó trong đất nước Việt Nam mà ngoài soi Việt Nam vẫn còn lẻ tẻ một vài ba kẻ coi như mất tuân dân sự, có nghĩa là xỉn rồi, giống như kiểu người qua ta đưa lên cái bốt thằng ở trần trùng trục ngồi đường đụ không khẩu trang đụ người ta giãn cách xã hội đi dán nó lấy cái ghế ra nó ngồi đụ rồi người ta kêu nó cứ đưa nó không chịu nó xỉn nó la nó chửi bới xùm đụ mẹ đụ má ra nó quất cho một phát á đó. Rồi mấy mấy bà đó như thành phần đó là chỉ nhỏ thôi, nó chỉ là một cái xíu xíu thôi, bà thì chung hàng rào ra này kia là cái chuyện, nhưng mà hầu hết 99% người dân đều tuân theo của Bộ Y tế, còn ở đây đồ nó đéo tuân theo, tao không thích mày làm mẹ gì tao đồ quá rồi con chửi tại đó rõ ràng mày thấy không, đồ bắt nó còn sổ rồi cản ra một cái là rồi xong đồ xong đời đó, nó có Nè, nhiều bố cái coi cái lợi. trường hợp này, coi trường hợp này đáng lên án không, tức là hai cha con vì muốn thông qua cái chốt mà kiểm soát dịch đó, đại khái là muốn muốn mình nói theo cái vượt á, thì có những hành vi gọi là chống đối và chém đứt gần lìa tay một anh cảnh sát luôn. Trời ơi, đủ má thằng này bên Mỹ là rồi thôi là đủ má mua hòm rồi. Đó, Ôi trời ơi, mày mọi thấy người rõ ràng xem. không? Mà thấy cái người dân nói như vậy để hiểu rằng cái trình độ ý thức của người dân Việt Nam mình còn kém quá, nhưng mà thôi không quan trọng gì đó. Quan trọng ở cái chỗ là nếu cái trường hợp này ở Mỹ thì thằng này đã đi mua quan tài rồi. Bất cứ Đó. mày làm bất cứ một chuyện gì mà cầm trên tay một cái hung khí từ thanh sắt hay là từ một cái gì đó mà nó kêu mày bỏ xuống mà không bỏ là mập 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 là xong, đi mua hòm thôi. Thì nói như vậy để cho Chưa? mày hiểu rằng cái sự mà nhân đạo của nhà nước Việt Nam mình nó quá lớn. Mà tao nói mày rồi, cái sự tự do dân chủ Việt Nam mình hình như là đông đo đếm không vừa, bởi vì tao chưa từng thấy những cảnh kỳ cục như vậy. Chưa, tao còn có một cái tao thấy cười quá, tao thấy tức cười quá, nhưng mà tao không muốn bốt lên. Đồ có một thằng nó muốn qua cái chốt đó, đồ má nó cởi chuồng, nó cởi quần nó cởi chuồng, đồ nó khổ cái gì, nhưng mà khổ cái có cái thằng nó lồng tiếng, nó lồng tiếng cho nên làm gì đó tao không đem lên, nó lồng tiếng hơi vui, nó vui nhưng mà thực tế là rất là bậy bạ mà rất là vui. Tao không có, nó có những cái mình không thể nào mà nói được, mà nó không được, nó tìm đủ một cách để nó chọc máy, nó tìm đủ một cách để nó chọc khóa, nó cổ chuồng nó tới đi qua đồ qua nè. Tao bây giờ tao có bài đọc cho mày coi luôn. À, trời ơi là trời, tao nói thiệt mày à. Con đấy nè, nhưng mà Đây nè, cho mày coi nữa, cho mày coi để mày Huy, Huy vào cái nick Nguyễn Minh Hưng Huy xem đi, gửi qua cho Huy rồi đó, cái đó xảy ra ở Bình Thuận đó Huy. đây Dạ. mà thằng này nó dòng lòng tiếng, nó lòng ông tiếng có tin là giờ tôi móc cái súng rồi tôi bắn ông liền không? không, cái này lâu rồi Súng bố, súng cái súng này biết lâu rồi, vậy chứ không rồi, phải là chuyện cái này này là tôi hồi biết lâu tôi làm rồi, gì đâu mà biết, à tôi là hiểu cái tôi vụ hiểu gì tôi hiểu về giao thông thôi chứ không phải là trong xe cái đâu việc mà này đâu. biết Mấy chắc phải là gửi qua tao, tao thấy súng vô anh em mà nói chuyện mấy thằng này nó lợi dụng vào cái câu chuyện đó nó dựng lại đó.
cái clip nó lâu thì lắm là, không biết rồi thôi, ok cho vậy ta không, bây giờ mà nói về có nghĩa là khi người đàn ông hoặc là người đàn bà nào mà nó cố tình vượt qua cái trạm hay là cái gì đó là nó thể hiện thái độ, ý ta muốn nói thể hiện thái độ, có nghĩa là cái thái độ mình không thể, mình không chấp nhận được. Đứa thì ở chuồng, đứa thì trung hoàng rào, đứa thì la lên, nói chung là bứt quần bứt áo rồi. Cũng có một cái clip cũng không phải cái vụ này, mà nhớ tao nói hoài cái vụ mà đi thăm chùa không, cái xe đậu đậu ở chùa, cửa cửa chùa đó, thì bảo vệ chạy ra đuổi đi xích đi ra đi chỗ khác đậu đi để chút xíu xe ra vô, đủ mà tùy có một mụ nào đó trên xe mở cửa xuống kéo quần xuống nguyên cái lõm trong đen sù lùi đụng má chặt. Tôi nói thiệt mà nó có những cái phản ứng mà hình như là mình kêu bằng mình bó tay á, bó tay là mình không, đó người dân Việt Nam mình là vậy, nó khổ vậy đó.